Thầy Tùng đã gặp lại các bạn trong số thứ 2 của Giao lộ nghề nghiệp, một chương trình do AT School phối hợp cùng Mojo thực hiện. Thầy đã nhận được bài thực hiện thử thách của rất nhiều bạn. Và trong số trước thì chúng ta đã tìm hiểu về những yếu tố để có thể xây dựng một cái bản đồ. Tuy nhiên thì cụ thể như thế nào và hành trình đó phải thực hiện ra làm sao thì chúng ta sẽ cùng gặp chị Hường để tiếp tục khám phá. Ngày hôm nay sẽ là điểm xuất phát để tìm hiểu về bản thân. Khi mà nói về sở thích và năng lực thì mình có thể khẳng định là chắc chắn là chỉ có mình là mình hiểu mình nhất thôi. Cho nên là mình sẽ cần phải làm phản tư. Tuy nhiên là mình cũng vẫn có thể cần có thể nhờ được thêm sự trợ giúp của những cái người thân hoặc là những người mà mình cảm thấy rằng là họ có sự tiếp xúc nhiều với mình và họ phần nào đó họ có thể là có sự cọ sát và chia sẻ được nhiều cho mình về những cái thông tin phản hồi. Ngoài ra thì mình cũng có thể nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia để giúp mình khơi gợi nhiều hơn. Tuy nhiên trước khi mình đi đến những cái bước trợ giúp đó thì có thể có một số những cái câu hỏi mà các bạn có thể tự đi tìm câu trả lời cho mình và biết đâu là mình có thể nhận diện được những cái sở thích và năng lực của bản thân. Ví dụ như là các bạn có thể thấy là như vậy thì mình thoải mái và mình cảm thấy vui nhất khi mình làm những cái hoạt động như thế nào, những cái loại hoạt động nào, nó có những cái đặc điểm chung gì. Ví dụ mình nói là một số bạn sẽ thích cái việc là tương tác đi ra ngoài với thiên nhiên, hoặc là một số bạn khác thì lại thích những cái hoạt động liên quan đến những con số, hoặc là một số bạn khác thì thích những cái hoạt động mà không bị ràng buộc bởi những kỷ luật mà cần cái sự sáng tạo. Thì đó là những cái điểm chung và có thể cái sở thích của mình nằm ở đó. Cái điều thứ hai là cái hoạt động nào mà các bạn làm nhiều nhưng mà các bạn lại vẫn cảm thấy hào hứng, không cảm thấy mệt, vẫn luôn luôn có năng lượng. Và ngược lại, một cái thái cực khác đó là những cái hoạt động nào mà các bạn làm các bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và chưa làm gì đã thấy mệt rồi, ví dụ như vậy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là trong cái quá trình học tập của mình, các bạn cũng xem là đâu là những cái môn học mà mình cảm thấy hào hứng nhất, những cái môn mà mình rất là nhanh tiến bộ, mình học được, mình tiếp thu rất là nhanh và mình vẫn luôn hào hứng để tìm hiểu những cái điều mới trong những cái môn học đó, nâng cấp trong những cái môn học đó. Thì đó là về mặt sở thích. Còn về mặt năng lực thì mình cũng có thể xem rằng là cái môn nào mà mình học mà nó dễ dàng hơn những cái môn khác, mình nhận được những cái phản hồi tích cực hơn từ thầy cô, từ bạn bè, từ những người quen mà mình cũng cảm thấy rằng là mình rất là dễ dàng khi mà mình đạt được những cái thành tích tốt trong cái môn học đó hoặc là những cái hoạt động đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem xét thêm nữa là ngoài cái việc học thì mình sẽ có thêm những cái trải nghiệm ở bên ngoài. Và sau mỗi cái trải nghiệm đó thì các bạn lại ngồi lại để mà mình nhìn xem rằng là mình có thích cái trải nghiệm này không, cái cảm xúc của mình với cái trải nghiệm này là gì, cái điều gì trong cái trải nghiệm này mà mình thích hay là mình không thích, hoặc là mình đã làm tốt cái điều gì trong những cái hoạt động này, làm tốt cái điều gì trong cái trải nghiệm này và tại sao mình làm như vậy, mình có muốn thử một lần nữa không, mình có muốn làm khác đi hay không. Thì đó là những cái câu hỏi mà mình có thể đi tìm cái đáp án để giúp mình trả lời được là như vậy thì cái sở thích, cái đam mê của mình và cái năng lực của mình nó đang ở đâu và nó đang như thế nào. Cảm ơn phần chia sẻ của chị Hường. Bây giờ sẽ là phần thử thách của số thứ 2 và thầy Tùng rất mong nhận được câu trả lời của các bạn. Phần thử thách đang được hiển thị trên mã QR và các em có thể nhìn và đọc thông tin về thử thách ở trong phần mô tả của video. Đừng quên hãy hoàn thành ít nhất 8 trên 10 thử thách để có thể nhận được giấy chứng nhận đủ chương trình. Bấm like, subscribe để tiếp tục theo dõi những số tiếp theo của Giao lộ nghề nghiệp.